đây là giờ nó teo luôn rồi. Giờ nó teo làm. Giờ là cái chỉ có nằm ở cô. Giờ là nằm thôi đúng không? Nè một chỗ là cô lo. Một chỗ rồi cô lo. Còn bỏ nó đi không biết. Đi gì cô? Mười tâm thằng quấn. Quấn nè. Quấn cô đuổi đây không chỗ ở. Thôi vậy. Là sao? Là quấn cô hả? À? Tại sao vậy? Cái nhỏ này là hồi kia quả lắm cô. Cô không có nhỏ. Anh làm cô không? Nhỏ này quả lắm. Nhưng mà ý là bây giờ là đang bình thường rồi. Cái gì? Ổng đâu? Theo mấy mấy năm nay ở trong bệnh viện Liên Hòa rồi hay gì chứ. Thế là giờ chú ý lại ngoài đúng không? Có người chú ý ơn phải. Hiểu rồi. Khổ gì rồi. Của anh, chỗ đó là của cô. Đúng rồi, cô phải ở đây lo chậm. Cô ở đây thì cô nào có đi đâu. Ở đây là cô có gì, có nhà cô có gì. Cô muốn đuổi cô đi rồi cô trốn chỗ khác rồi cô quay về. Cô muốn trú là bên nhà đang hết. Tội. Đau lắm à. Cái chung dưới đây là mấy cái khó rồi nó cũng rút lại trơn. Con lấy rút lại. Năng ngay. Ừ, bình thường là nó đã học cái chung dưới tay của anh rồi. Xưa còn đi làm thì Sài Gòn làm công nhân. Ở đó anh làm gì trong Sài Gòn? Ừ. Là năm mười mấy tuổi là bắt đầu mới phát hiện ra bệnh hả? Mà cái này là có điều trị được không? Người ta không điều trị được. Kêu bác sĩ kêu mổ mà cô không có tiền mổ là dặn gì. À, bác sĩ kêu mổ mà không có tiền mổ. Nói chung là em cũng không có biết. Tại vì em với chị Kiều là định đi xuống hai cái nhà dưới đây nè. Thì đi ngang qua đây Vũ á, Vũ có nói là có hoàn cảnh của mình vậy đó. Thì nói chung là em cũng ghé vô thăm anh một tí. Nãy tự nhiên nó lấy tay chùi nước mát cho tội quá. Đi không được. Bình thường ăn là mình ngồi, mình đỡ ngồi dậy đúng không? Quân ăn cũng không được. Vậy vô cô lo cho anh là mười mấy năm nay rồi. Ừ, tôi bỏ nó là 20 năm nay. Rồi chú là chú ở trong bệnh viện bên ngoài ra rồi chú về đây rồi chú lại hoài như này, có nghĩa là chú bản thân chú cũng không có điều trị hết luôn. Cô đâu có tiền đó, bữa giờ bão lũ rồi nọ rồi ảnh hưởng gì nhiều không cô? Thì ba trên giờ mấy người tới được rồi ăn ba trên bò tới được rồi ăn rồi lúa rồi ướt rồi bá nói chung là có Vũ nó nói là cái hoàn cảnh của mình như vậy đó thì con cũng ghé vô con thăm anh một tí, chỉ là con cũng thay mặt cho mọi người quân hỗ trợ cho nhà mình một tí, tuy nó có nhiều nhưng mà mình cũng có cái để xoay sở, mình mua thuốc men cho anh, rồi mua đồ ăn cho anh để tặng bộ cho anh nha. Nói chung là thôi biết là không khóc, lại thấy khóc thương quá tội quá. Bây giờ chú cứ dạy hoài rồi. Anh chỉ chửi đâu, quá mấy người cô đi thì nhiều mấy người hậu số cô biết. Thôi bây giờ con cũng còn vài hoàn cảnh nữa là con hồi nữa con còn lên cổ phong nữa. Cho nên là con cũng có ít quà. À, kêu Vũ đem cái phần quà vô. Nói chung là cũng ít lòng nhiều cô à. À, con đi cũng còn nhiều nơi lắm cho nên là con cũng chia sẻ với mình một chút ít. Bây giờ con gửi cho cô là 6 triệu. Dạ. Cái này là tuy là nó ít thôi nhưng mà dạ, 6 triệu à. Con gửi cô cái gì con mua thuốc men rồi cho anh uống nha. Dạ. Đây con có một chút quà nữa với cô nữa nè. Cái này là bột ngũ cốc á, chắc là anh uống được á. Cô pha cho anh để cho anh uống nha. Bột ngũ cốc á mình pha ấm ấm á. Xong rồi cái cháo này cũng ngon lắm. Cái cháo này cũng chỉ cho cô nấu nha. Là cô nấu cái nồi nước sôi lên, cô thả nó vô. Cô đun cho nó nóng lên. Cô
không có sao hết, cái bịch này nó trong nước sôi được, rồi cô cắt nó ra là nó nóng cái cháo ở bên trong rồi. Xong rồi cái là mình để ra tô là ăn, này là cháo dinh dưỡng cho nên ăn cũng rất là tốt nha. Rồi trong đây có cái đèn pin nữa, trong đây có cái đèn pin nữa nha. Rất đẹp hai cô sọt. Rồi em cũng tới đây thăm anh một xíu rồi cũng đi nha, em còn xuống mấy hoàn cảnh nữa nha. Dạ rồi, rồi mình cố gắng anh giữ gìn sức khỏe nha, ráng ăn uống rồi vô nha. Ê trời Vũ, nhẹ tay thôi Vũ. Chân nó đau. Cô có nha, con mới gửi cho cô 100 mua sữa cho anh luôn. Nói chung là mình phải lạc quan rồi, mình sẽ nhận được mất nhiều điểm rồi. Bây giờ cứ cho nó là cái số phận của mình. Nói như mình chỉ phải lạc quan lên nha. Rồi bắt tay cái nè, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, khi nào có dịp em mà có về nữa em ghé thăm tiếp nha. Rồi rồi, nghỉ ngơi nha, đi nha. Thôi cô cố gắng lo cho anh. Cô cảm ơn mấy cô hết nha. Không khách nữa. Cái này là cô đang làm cái gì đây cô? Hết. Bát bữa rồi mưa lũ dù cô nó ướt rồi cô quay ra chứ nó móc hết. À, cái này để mình lấy cám nó cho heo à. À. Cái ghế này là sao đây? À, đỡ cho anh đó hả? Nói chung là một tay cô lo hết. Trời chú thì cũng ngọt. Thằng kinh cũng định. Giờ con vậy nữa thôi. Nói chung là giờ con chỉ biết chúc cô là nhiều sức khỏe. Vì mình phải có sức khỏe thì mình mới lo được cho Tú với lại cho ai cho em ha. Thôi không khóc nữa. Cố gắng đi cô. Dạ. Thôi con cũng qua. Cũng xin phép con đi nha. Để qua chào chú con không biết không nè. Chú. Thôi đừng cắt nữa. Trời nó có cắt cái tội quá đi không. Thôi không cắt nữa nha. Cô cảm ơn nha. Được luôn á, nha. Cái gì cho khỏe nha. Rồi, em đi nha, em đi đi, không khóc nha. Trời ơi, mình đi ra cái ông nội chỗ mới về cũng mất. Đi. Đi nha con còn nhiều lắm, em đi nha. Để lo chú đi. Rồi, đây tiếp. Con đi luôn nha mấy cô.